Trời ơi, lại thêm một mẹ bầu như thế này nữa rồi. Không biết là do mập hay là do nhiều con trong đây. Không sao, cái bụng rất là mềm nha. Mình nghĩ là một ô quên nghĩ là 4 năm con thôi. Con ơi, để 4 năm thôi, 2, 3 cũng được. Đừng có mang 8, 9 con ra. Để như bữa trước 8, 9 con rồi. Có mẹ kia để 8, 9 con, buồn lắm luôn. Sự tội của mẹ nè, có bầu mà có bụng một ghẹ 20 phân luôn á mọi người ạ. Sự thật đấy, tội lắm mọi người ạ. Mình chỉ mong nó đẻ 3 con thôi cho đủ sức khỏe của mẹ, nhưng mà cái bụng này mình nghĩ là 5 con trở lên rồi, tại vì nó rất lớn, nó to nè, bàn tay mình xè ra mà không hết luôn cái bụng nó luôn mọi người. Bàn tay mình bự lắm á mà không hết luôn á. Trời đất ơi, tụi con gái tôi đi không nổi luôn rồi. Trời ơi, trong đó đi không nổi luôn hả? Cao thương quá.